Rồi, chúng ta tiếp tục xây dựng cái bên trái nha các bạn. Thì theo như thành phần ở bên trái á, thì chúng ta thấy á, thì nó bao gồm các cái mục mà chúng ta trên cái layout nó để sản phẩm mới nè, hỗ trợ trực tuyến nè, thống kê nè. Thì gồm có 3 phần. Thì ở đây thầy đã đem lại ở đây 3 phần, tức là trên cái phần phần mới các bạn sẽ làm ở đây nè, hỗ trợ trực tuyến các bạn làm ở đây, thống kê các bạn làm ở đây. Thì trong cái phần sản phẩm mới á, thì chúng ta sẽ có một cái deep deep lớn. Rồi trong cái deep lớn này chúng ta lại chia làm hai phần. Thứ nhất là cái tiêu đề. Chúng ta sử dụng một cái deep. Ở trên đây nó có một cái sản phẩm mới. Sau đó chúng ta lại có một cái deep. Ở đây chúng ta cho nó cái nội dung là các mục chọn. Chúng ta ôm sát bài tập nha các bạn ha. Thì trên cái bài tập này á, bằng ở đây, cái đầu tiên các bạn thấy ở trên cái này nó có là cái border và một cái màu ở trên cái deep lớn, cái khung lớn của mình, tức là cái khung này nè các bạn ha. Mình trên đây mình cho nó một cái style. Rồi trên đây mình cho nó cái border, ở đây mình cho nó một pixel các bạn, cái color đây mình cho một cái màu màu đỏ, rồi cái kiểu điền viền của nó là son son lit. Cái thứ hai là cái sản phẩm mới này á, chúng ta lại tiếp tục cho nó một cái style. Thì trên cái style này nó có cái hai thì cái hai này thì cái hai là biết là cái thuộc tính cao của cái deep rồi. Mình cho nó khoảng 30 pixel. Background color, mình làm cho nó một cái màu màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ. Cái color mình cho nó một cái màu màu trắng. Phần này ở đây mình có thể cho cái nội dung nó canh canh giữa thông qua cái thuộc tính text align. Cái phông mình cho nó có thể in đậm lên. Rồi bây giờ mình chạy lên mình coi ha các bạn ha, coi phần left nó được thay đổi chưa. Đây tức là sản phẩm mới, các mục chọn. Mình có thể bỏ bỏ cái chữ left đi. Bỏ chữ left xong rồi ha, mình đưa ví dụ vô thôi. Rồi trong cái phát chọn này mình làm cái style tiếp tục. Cái hai hiện giờ mình phát thảo mình cho nó khoảng độ 100 pixel. Thì các bạn thấy lần lượt mình đưa vô một khu vực, các sản phẩm mới nè, các mục chọn nè, thì tương tự mình sẽ đưa vô cho cái phần ở trên đây, nó bao gồm là cái hỗ trợ trực tuyến, thống kê và phần. Thì cái việc còn lại là chúng ta chỉ cần copy thôi, copy đem xuống để chúng ta thiết kế. Rồi sau này chúng ta sẽ có những cái dạng ở bên trái chúng ta sẽ đưa cái phần nội dung vô, chính là cái chỗ chỗ bên đây. Rồi bây giờ thầy đưa vô cái hỗ trợ trực tuyến và thầy sẽ thế lại ngay chỗ này, là chỉ cần là cái hỗ trợ trực tuyến thôi. Ở đây thầy đưa vô khoảng hai tư vấn thôi ha các bạn. Rồi xuống hàng ha bạn ha. Lưu ý khi mình thiết kế tới đâu thì mình phải view lên website mình coi. Cái Cuba, cái thành phần thứ ba mà mình muốn đưa vô, tức là cái thống kê. Thứ ba là cái thống kê. Rồi lần lượt đưa nội dung vô các bạn ha. Thì ở đây người ta muốn thống kê thì mình cũng làm thống kê, tức là cái số người truy cập, số người truy cập và cái số người online.
Vậy là bên trái mình đã xong rồi các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cái phần bên tiếp tục, chúng ta sẽ làm về cái phần bên bên phải, tức là cái content. Thì trước khi vô cái phần content, cái trọng tâm này, thì thầy nói qua cái phần bài tập tí xíu. À, cái phân tích trên cái phần bài tập. À, cái thành phần này là thằng bên trái đó, người ta hướng dẫn các bạn tới cái chỗ hỗ trợ thực tiễn. À, coi như mình xong. Bây giờ tới cái phần mà của cái phần bên bên phải đây, thì ngay chỗ là ban đầu hồi nãy mình thiết kế đó là lót lép quyết 770. Bây giờ mình bỏ ra một cái bài nọ, cái thành phần này là cái chữ là cửa hàng chúng tôi. Thì trên cái cửa hàng chúng tôi này á, thì sau này nó sẽ chứa cái flat hoặc là cái jQuery để chuyển động những cái hình ảnh, nó nằm chỗ này. Thì các bạn thấy cái style, cái cao của nó là khoảng 400, cái bạc đinh led là cái chữ so với cái đường viền của khung của cái ID này, cái div này thì 20 pixel, và nó có một cái màu, thì lúc đó nó chứa cái chữ là gì, cửa hàng của chúng tôi, là một thành phần. Cái đó là thành phần của thằng bài banner. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lần tới cái thằng này, tức là cái phần content đây. Cái việc thứ nhất là chúng ta đang làm cái banner, thì chúng ta sẽ rem lại ngay chỗ này để chúng ta cho nó một cái banner. Và trong cái banner này á, thì kết thúc banner, thì sau này chúng ta dễ quản lý về cái phần ở trên trên cái layout của chúng ta. Ở đây thì các bạn cũng phải dùng một cái thẻ để div. Ở đây cái nội dung các bạn gõ vào đây, tức là cái chữ cửa hàng của chúng tôi. Rồi mình sẽ định dạng cái div này chút xíu các bạn. Nếu ở đây mình khi mình hiển thị lên á, thì mình chỉ được có cái cửa hàng của tôi thôi, chưa có gì hết. Thì kết hợp với cái thuộc tính style, chúng ta lại xây dựng cái div. Thì trên cái div này, cái đầu tiên á là chúng ta cho nó cái thuộc tính hai, hai nó cao. Thì giống như ở đây người ta yêu cầu mình hai là bao nhiêu, 400 ha, một cái màu. Rồi màu thì chắc các bạn biết rồi, nó hôm qua cái thuộc tính là background color, thì chúng ta sẽ đổ một cái màu. Đây đi, chúng ta đã đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái cửa hàng chúng tôi nằm ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần là nó gọi là padding lab nó thay đổi như thế nào nha các bạn. Rồi các bạn thấy nó giật vô đây chưa ạ? Nó giật vô. Tức là cái phần bạc đi lép nó tính bắt đầu từ cái đường viền này đi vô 20 feet, 20 pixel. Thì nó cái đó là nó gọi là cái đi đi lép. Rồi cái tiếp mình làm gì ạ? Sau khi mình có cái banner rồi. Mình có cái banner rồi ha các bạn ha. Bây giờ bắt đầu mình xây dựng cái thời trang cực hot, nó là một cái tiêu đề. Ở trong đây nó chứa cái nội dung, rồi sau đó nó có cái thời trang nam, à, danh sách quần áo. Thì ở đây mình lại bỏ vô một cái người ta hướng dẫn, ở đây theo tôi nghĩ là mình nên bỏ vào trong một cái khung lớn. Thì cái này cái phần bên trái mình làm rồi nè. Đây thì ở đây nó có một cái khung này người ta cho nó là bật đi lép cái style. Thì những cái nội dung bên trong tự động nó sẽ thuộc vô. Thì ở đây mình phát quả ra các bạn ha. Thì sau khi mà chúng ta có cái cửa hàng của chúng tôi rồi, and banner rồi, thì bây giờ chúng ta có một cái div lớn. Trên cái div lớn này nó sẽ chứa hai cái thành phần bên trong, tức là cái thời trang cực hot và danh sách hình ảnh. Thì trong đây người ta đang dùng cái style, ở đây người ta đang có một cái bạc đinh led là 20 pixel. Vậy thì khi mà đưa những cái gì vô đó thì nó sẽ lệ thuộc vào cái thằng con, nó lệ thuộc vào thằng cha. Tức là trên đây bạn đi lép 20 thì tất cả những cái gì mà nằm trong đây đều thuộc vô 20 hết. Ở đây thầy sẽ làm tiếp một xuyệt deep. Thì trên cái deep này hiện giờ thầy đang thiết kế là cái deep dạng tiêu đề, tức là thầy đưa ra cái thời trang cực hot nằm ở đây. À, thời trang cực hot. Và trong đây và nó có cái danh sách hình ảnh.
cái phần ở đây các bạn thấy không, trong cái container này nó chứa nè, mình coi kỹ nè, đây là một phần nè, là của cái tiêu đề, phần thứ hai là danh sách hình phẩm là hai cái, rồi trong đây nó lại chứa cái là article, cái nội dung mà người ta muốn hiển thị. Rồi bây giờ mình làm cái này các bạn ha. Thời trang cực hot, mình cho cái chữ thời trang cực hot vô trong cái clip tiêu đề của mình. Rồi mình chạy lên coi cái chữ thời trang cực hot nó nằm ở đâu. Nó nằm ở dưới đây. Đúng không? Và các bạn thấy 20 cái sao nó thuộc vô không? Rồi bây giờ mình làm tiêu đề cho nó ha, màu sắc này kia. Thì ở đây nó có là cái bậc kim lép, bậc kim top. Đấy, và cái hai của cái tiêu đề là 300. Rồi mình sẽ lần lượt giải thích cho các bạn ha. Thì trên cái thời trang cực hot này mình tạo ra một cái style. Rồi trên tay này mình dán nó vô. Thì cái mặt kim top là phần ở trên, bạc đinh lép là bên trong, bạc đinh top là bên trong, background là một cái màu, color là màu chữ, background color là màu màu nền. Hai là cái độ rộng của cái deep. Rồi ở đây mình chứa đang chứa cái chữ là gì, thời thời trang cực hot nó đây. Rồi giờ mình chạy lên ha. Thì hồi nãy mình chưa có refresh, bây giờ mình refresh lên thử coi có nó chưa. Thì đây các bạn thấy đây, có thời trang cực hot. Rồi bây giờ cái thời trang cực hot này lần lượt mình mới đưa cái nội dung video, tức là cái phần này là cái nội dung mà của cái tiêu đề. Ở đây mình cho nó một cái deep, trên đó nó có là cái gì, danh sách các hình ảnh hot, tức là đây cái nội dung. Danh sách các hình ảnh rồi mình sẽ thấy danh sách các hình ảnh nó nằm ở đây. Rồi khi mình đưa cái này vô thì các bạn thấy khống chế ngay chỗ này, tại hôm đầu á mình khống chế này là 450, đang cao ở đây thì rõ ràng ở đây nó không có tràn xuống, không có tràn xuống, nó không có tự động nó kéo kéo dài ra trong phần này. Thì để sửa cái lỗi đó đó, đó là ở đây các bạn chỉ cần cho thầy một cái deep. Rồi các bạn cho thầy xóa cái định dạng nó đi. Thì lúc đó tự động nó sẽ bỏ ra. Rồi, các bạn thấy không? Nó đẩy xuống. Và lúc này là trên cái phần này mình có quyền mình bỏ nó ha. Bỏ nó không có fix cái hai ở đây. Cái hai ở đây nó làm cho mình cái chỗ này nè. Đó có màu xanh. Thì cái hai hồi nãy đó mình thiết kế trên cái phần đó là cái phần content nó là 450 đó các bạn. Đây là cái hai này nè. Đây là à, quên xin lỗi nha, cái hai là hai bên à, thầy xóa lộn rồi. Cái hai này không để ở đây mà cái hai này nó là cái phần của bên right quyết có nha. Rồi thì cái phần bên mình đi thiết kế rồi các bạn ơi, đây cái chỗ cái hai của mình đây đây thì nó bị khống chế cái chỗ đó đó này, mình có thể mình xóa cái hai lúc ban đầu mình thiết kế cái pay container của mình đó. Nó lớn thì cái tại vì cái đây hồi nãy mình cho nó là 400 thì tất nhiên nó không có tràn ra ha, nó tràn ra ngay chỗ này. Rồi thì các bạn thấy khi mình đưa ra thì nó ok, nó mất cái phần này, tức là trên cái phần bay container này đang để trống cho mình ngay chỗ này, giãn đúng kích thước luôn của khi mà chúng ta đưa vào. Rồi sau này mấy cái hai á thì các bạn có thể để cái chức năng là ô tô để tự động nó giãn đỡ ra cái chiều dài của nó. Rồi bây giờ danh sách các hình ảnh mình đưa vô rồi. Rồi lát nữa sau này mình sẽ đưa cái danh sách hình ảnh. Bây giờ mình làm tên cái phần kế tiếp. Phần kế tiếp
Rồi thời trang cực hot, rồi danh sách các hình ảnh ha, hình ảnh hot, rồi chào mừng các bạn đến số quận trẻ đẹp. Đây là cái chỗ mình cần đưa vô đây ha. Rồi sau đó mình sẽ có một cái thời trang nam hay tức là cái nội dung mình sẽ đưa đưa vào. Rồi cái clip thứ ba mà mình muốn nói tức là chào mừng các bạn đến cái shop quần ảnh rẻ đẹp, hãy thỏa sức mua mua bán chuẩn bị. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái nữa là danh sách quần áo nam và cuối cùng và nếu là chia làm ba công đoạn thì trên đây mình quay qua đây mình sẽ làm cho các bạn tiếp tục cái phần thành phần ở đây. Ở đây là cửa hàng chúng tôi, rồi ở đây có thời trang cực hot ha. Ở đây chúng ta đưa cái này xuống rồi ở đây có một thành phần, ở đây là mình hot nè. Đây. Đây là cái Android chúng ta nhớ nha, chúng ta không có đụng tới như chỗ này. Ở đầu là một cái thành phần ở trên đây, rồi chúng ta cần từ C thì ở đây chúng ta có thể rem lại, đây là một khu vực lớn nè, đây tiêu đề của nó nè. Đây chúng ta cho thêm một cái thành phần vô đây. Thì trên cái thành phần ở đây chúng ta khi chúng ta chạy lại thì chúng ta sẽ có thứ hai là thời trang cực hot, danh sách hình ảnh, đưa nội dung vô, tiếp tục chúng ta sẽ đưa vô hết. Thì đây là một phần nè, thấy không ạ? Này tắt vô cho nó gọn ha. Rồi thì copy bị sai ngay chỗ này, tức là chúng ta sẽ cắt nó vào đây, bỏ nó vào trong cái thành phần thứ hai của cái clip lớn ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái tiêu đề khác nó nằm ở chỗ này, cái nội dung của nó và đây là cái nội dung con của nó. Đây sẽ có. Thì tương tự các bạn sẽ bỏ xuống thành phần giống như trên cái bài tập của chúng ta để chúng ta xây dựng, và chúng ta đồng thời là sửa lại những cái nội dung thì chúng ta sẽ được cái bố cục mà layout của phần bài tập số 2. Bài tập số 2. Rồi. Vậy thì ở đây sau khi mà chúng ta phân tích cái layout rồi ha. Giống như hình ảnh. Cái phần nội dung ở đây thì các bạn sẽ chèn vô thế giùm thầy ha. Còn những cái menu này kia đó khoan, chúng ta khoan hãy đưa vô, tôi sẽ gặp các bạn ở cái thời điểm sau cái bài này, khi mà chúng ta chèn vô những ký tự đặc biệt đó thì chúng ta sẽ quay lại dựa trên cái index này, chúng ta sẽ thiết kế bổ sung lại cho nó đẹp ra. Và chúng ta sẽ chèn một số cái hình ảnh hoặc là chúng ta sẽ sửa lại ở đây cho nó giống những cái phần bài tập tiếp theo. Thì có gì thắc mắc hoặc là làm không được thì các bạn có thể gửi mail về cho thầy ha, rồi thầy sẽ hướng dẫn các bạn để làm cái lại và thầy sẽ trả lời cho các bạn trong cái phần xây dựng của cái bài tập số 2. Rồi, chúc các bạn học tốt nha.